Xin chào toàn thể quý cô chú và anh chị em đang theo dõi video này của chúng con. Buổi tối ngày hôm nay vào ngày 8 tháng 11 năm 2024, con đang có mặt tại ngôi thánh đường Giáo xứ Vinh Sơn, giáo phận Thái Bình. Vâng, ngôi thánh đường Giáo xứ Vinh Sơn đang chuẩn bị tấp nập cho buổi diễn nguyện buổi tối ngày mai vào ngày 10 tháng 11 năm 2024. Đức Cha Đa Minh đang phát cầu sẽ về cắt băng ngôi thánh đường Giáo xứ Vinh Sơn. Cảm ơn Chúa, đến giờ này thì mọi sự đã chuẩn bị rất tốt đẹp rồi. Tôi xin gửi tới quý vị những thước phim rất chân thật về sự kiện chuẩn bị. Và buổi tối hôm nay là tất cả mọi người đến đây để tập dượt cho chương trình buổi tối ngày mai ạ. Và rất là đông các ông, các bà, anh chị em đã đến đây để theo dõi và cũng như tập dượt cho buổi tối hôm nay. Đây là ban kim nhạc của Giáo xứ Minh Sơn, Giáo xứ Để Giấy Văn Trạch và Giáo xứ Quân Trạch. Ngày Chủ nhật được diễn ra thành công và tốt đẹp. Rất là nhiều trống và những quả trống rất là lớn, chắc chắn sẽ rất là hùng hậu và mang tới một cái cục sôi nổi. Đây là câu các bác trong ban kinh nhạc của Giáo xứ Đền Thánh Bát Tràng. Một lát nữa thôi là sẽ đến chương trình tập dượt ạ. Alo. Rồi, dì cảm ơn các em. Bây giờ dì có một số góp ý là cái sân khấu của mình là nó ra hai bên đây này, chứ không phải mỗi cái quen ở giữa này đâu. Nên bây giờ các em xếp hàng lại cho dì. Hàng thứ nhất đâu? Xếp lại cho dì đi, dì xếp chỗ cho. Cắt vẽ thì được. Đi vào hai cái hàng này cho dì nào. Là bên âm thanh và ánh sáng. Bây giờ các em nhìn thấy những cái quả trống này, các em tưởng là sân khấu nó đến cái chỗ này, không phải đâu. Sân khấu mình đến cái cột kia kìa. Hai bên hai cái cột, bây giờ đứng rộng ra cho gì? Chia ra. Còn thiếu bạn nào không? Rồi, đứng xích ở trong một tí. Buổi tập dượt ngày buổi tối hôm nay để chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày mai. Các bạn đứng làm sao mà không ai được bị che mặt nha. Rồi. Đấy đúng rồi, phải đứng như thế mới được. Rồi bây giờ ra cái đây là trong chương trình lược sử của Giáo xứ Minh Sơn từ khi khởi sự cho tới ngày hôm nay ạ. Mọi chương trình đang chuẩn bị. Rồi đứng xích lên đây, bạn đứng xích lên đây, bạn đứng đầu tiên, đứng bước lên. Bước lên nữa. Người dân của giáo xứ chúng con là được sinh ra và lớn lên từ những mảnh đất từ chưa có gì cả. Mọi người tất cả đến mảnh đất này và khai hoang cũng như lập nghiệp. Và từ đó là đức tin được gieo mầm ở mảnh đất giáo xứ chúng con. Làm sao mà từ năm 1909 cho tới ngày hôm nay là năm 2024. Phía bên trên này bước lên một bước từ chỗ thư bước lên, bước theo hàng chéo, bước theo
theo ông Hiếu. Rất là rất là vui và đồng nhiệt. Đấy, được chưa? Bây giờ mình xác định được vị trí của mình chưa? Rồi bây giờ ra hai cái hàng ngang cái gì? Cái hàng ngang là bên dưới bản sâu. Mấy nhưng mà mảnh đất quê hương của chúng con còn rất là nghèo. Lùi xuống hai bước. Nhưng với ơn Chúa thì rồi, đấy, thấy chưa? Rồi các bạn đã nhìn thấy các bạn đứng và bằng nhau chưa? Ngày hôm nay. Và đứng làm sao mà là ngồi thánh đường các bạn giáo không được mất con. Mặt. Đến hôm nay đã chính thức hoàn thành sau 5 năm khởi công xây dựng. Nhìn thấy chưa? Và các bạn phải đứng ở phía dưới hai bạn đằng trước. Vũ Minh Trí, ngài là cha chánh xứ đã đúng rồi. Về đây và được chưa? Nhớ vị trí của mình khởi không? Khởi công lại. Ra hàng là đúng ngồi đứng bằng nhau giáo xứ của chúng con. Rồi bây giờ làm lại bài này một lần và đứng đúng vị trí như vậy cái gì? Xin ban nhạc mở lại cho là những quả trống ra. Các em đi vào tận trong cái nhà cái gì sau cái cột. Không có ai được đứng ở trước cái cột nào. Thư lùi xuống đằng sau cái cột chỗ ông Châu ấy. Tối ngày mai và hôm nay chỉ là tập dượt buổi cuối cùng để chương trình của ngày mai. Rồi đi ra từ đấy nhá. Các bạn múa làm sao cho nó có hồn lên, tay tay đừng có vật mỗi tẹo đầu teo. Đúng rồi, nhún mạnh vào. Rồi xin ban nhạc Châu xin nhạc. Các em đang tập giờ cho chị ơi. Ta ơn ngài, nay hồn con xin ta ơn ngài.
đẹp không quý vị? Nếu cảm thấy video này vui và ý nghĩa, xin cho con một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho con tiếp tục ra các video tiếp theo nhé quý vị. Bây giờ con sẽ đi vào bên trong phía trong của nhà thờ để gửi tới quý vị những hình ảnh phía bên trong của ngôi thánh đường giáo xứ chúng con nhé. Vâng, đây là ban ca đoàn cựu của giáo xứ chúng con đang chuẩn bị tập luyện cho buổi chiều thánh lễ buổi chiều vào ngày Chủ nhật ạ. Quý vị thấy các chị em có đẹp không ạ? Rất đẹp phải không ạ? Vâng. Xin cho ca đoàn cựu của chúng con một like nhé quý vị. Vâng, và tiếp tục con sẽ đi vào phía bên trong của ngôi thánh đường. Ban ca đoàn đang tập hát ở trong đây ạ. Ca đoàn vẫn đang tập dượt để chuẩn bị cho thánh lễ đại tiệc tuần trăng lượt của giáo xứ Vinh Sơn, giáo phận Thái Bình, và trong chương trình đó thì là ngày cắt băng khánh thành của giáo xứ chúng con. Các em còn trẻ nhưng hát rất là nỗ lực, rất là hay.